Còn không coi bói? Ở trong Sài Gòn không, mắt xem bói cũng có xem tử số này. Bác xem bây giờ đang chín bốt thế nào trong mặt mũi được, bác xem bác chỉ lấy chút nước nữa không. Bác vừa xem hai cái bé Hải Phòng rồi, bác xem một đứa con trai nó may thôi, đường đời đường học tình yêu và sự nghiệp. Chủ yếu là bác xem tướng cho cháu, bác xem nhân tướng không, chứ không phải là bác xem bói đâu. Tướng của con trông rất là sang, bác cứ xem nó thật. Bố con nông dân mà, con nông dân làm sao mà sang trọng được. Khổ quá, cái tướng sang là cái tướng sang, nhưng phải là nông dân mới phải cắn bộ. Không thiệt, hồi nhỏ con là dân quê, dân ruộng chính gốc. Là con đẻ với là ở đồng ruộng từ nhỏ luôn á. Ừ. Dạ. Bác xem tướng phổ cho mai, trong con cháu thì bằng tuổi thằng cu thì bác. Bác xem con chỉ lấy cốc nước. Con của cô là... Thằng 85, thằng 91. Bằng cu nhỏ hả? Nhà bác mặt thằng 85, mặt thằng 91. À dạ. Bác xem ra may, đầu dầu hoàng đạo bác xem ra lắm lòng. Hồi xưa giờ con không có coi. Đã bảo là bác xem tướng số chứ mà xem bói đâu. Bác xem hai đứa con gái rồi, bác xem đứa con trai nó may. Thôi, coi bao nhiêu? Thì con đưa cho bác đồng nào, tiền lòng con đưa thôi. Thế là hồi đó giờ bác đưa bao nhiêu để con biết, con đưa. Thì con thích được. Dạ. Cái thích bắt giá vậy á? Ý là tại vì con nói gì con không có coi, con không biết là nè, sao. Thích cho bằng nào? Dạ thì con nói gì con không có coi, con đâu có biết. Thôi bác coi cho cháu năm đi nè. Dạ thôi, con không, con cũng không có tin lắm về bói đâu. Thôi coi 30 ngàn, để bác coi, bác xem toàn 50, xem cho cháu 30 ngàn. Đâu giờ bác kể xem cho may thì cả. Xem cả tay rồi mà bác lấy cốc nước rồi. Tại vì con là chỉ tin cho mình thôi, quan trọng là mình muốn cái gì thì mình cố gắng được cái đó chứ con không có tin. Đời đời đã học tình yêu, bác xem tướng số chứ không phải là xem bói, nó xem rất đúng cho con luôn, không phải sợ. Bác sống tình cảm mà chính hoặc tiền không quan trọng. Bác xem cả tay cả bài cho bác lấy hơn 30 ngàn tiền để bác xem. Nhưng mà nãy cô nói bác nói con là tướng sang là con không tin nữa. Trong cái khuôn mặt của con được không? Dạ. Được rồi con. Bác về cốc nước, xem đứa trai xem may, bác vừa xem hai đứa con gái rồi. Một con 993, một con 97 rồi, bác vừa xem rồi. Dạ. Xem một đứa con trai cho nó may trong ngày nhưng mà hai bác cháu mình cùng may. Dạ bác nói con sinh năm mấy thì con đưa bác coi. Nhìn cái hết tuổi đó, già. Ví dụ ví dụ nói đúng đúng tuổi con coi. Thế nó không chín, nó bị lệch lạc, thế làm sao nó chính xác ở cái tay của con, nó bị chính xác. Dạ. Yeah. Nó lệch lạc đấy, sinh năm chín mấy nhưng mà nó lệch lạc đấy. Bác nói con nghe nên người thì già trước tuổi mà người thì trẻ trước tuổi, nó làm nó phải lệch lạc đấy. Còn cái tay của con nó hiện thế này nhá, đường đời đường học tình yêu sự nghiệp nó hiện đúng luôn đấy, là bác nói thật. Còn cái tuổi thì cũng có người già trước mấy tuổi mà có người trẻ trước mấy tuổi, nó tùy theo. Dạ. Bác coi cho đi đâu mắc có mấy chục bạc lẻ 30 ngàn thôi. Cái gì đó giờ con không có tin cho nên xem hai đứa con gái 100 riêng xem cho con chỉ có 30 ngàn. Bác xem để lấy may mà, bác đã nói là bác xem để lấy may. Xem tay còn bày tay bác khuyến mãi, tại vì con không có thấy xui gì chơi cho nên con cũng không có bác xem tay lắm đâu, chẳng có bị xui gì. Ở trong Sài Gòn ra đây có lúc bác xem cả một ô tô du lịch. Yeah. Ở bến xe đấy bác xuống bác xem một chùa mà bác xem xong bác xuống chùa bác xem cho nó may, bác cứ mắc thật. Tại vì con là nếu như số mà nó may á là nó may rồi. Coi trước nó cũng không có ý là giống như nó như vậy là nó vậy rồi. Con không muốn biết trước. Tương lai con cái với lộc tài. Xem cái may mắn. Người ta mất công xem để làm cái gì. Người ta mất công xem để biết về tương lai con cái với trong đời mình mà quá tương lai lâu dài. Con thấy biết. Để vậy cho nó mới hấp dẫn. Mình biết trước hết rồi. Tại vì đó giờ con không có tin, con chưa coi lần nào luôn. Con nhỏ lớn không coi bói, không coi bác không xem coi tướng bác gì bác hết. Bác nói là bác xem tướng số chứ không phải xem bói. Dạ. Là tướng số nó mới chuẩn. Là tử vi hả con? Xem tướng số là người ta nhìn tướng cái tay người ta xem luôn cuộc đời của mình cũng chuẩn. Hai là xem bói. Xem bói là lá dầu quả cao, không gọi là xem bói. Xem tướng số là xem chính xác cho nó luôn. Chuẩn. Bác xem được thưởng 1 triệu. Yeah. Bác đã nói nó đầu giàu, nó may mắn. Đầu mà biết trước rồi thì đâu có vui. Tương lai con cái trong cuộc đời của mình là nó sẽ được lâu dài. Yeah.
cả nó biết. Thế nào? Đúng. Chính xác rồi. Nói trên xác rồi. Hãy ngồi xem thôi. Đó không anh, không coi. Dạ hả? Ra xem không? Ở đây. Chắc ngồi xem cửa điện nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không được đỡ đấy nhá. Xong coi là lấy tiền tùy tâm người dân trên một phiếu trăm ngàn năm chục phiếu nào tay cái đúng không? Chuẩn anh ạ, chuẩn luôn. Chính xác rồi, chính xuống mà cứ nói mình bảo đúng về nhà là anh của mình này bốn bốn năm giờ là bắt nạt được đúng thật đấy thì bắt nạt người yêu hả là sao người yêu bắt nạt đấy hạn tháng này mất tiền đúng tháng vừa rồi em mất tiền đầu tháng này mất tiền âm ấy mất rất nhiều tiền em chưa nói gì mà đoán được nghe này mà đoán được mà đoán được cả đoán được cả ra chiến luôn đấy đoán được cái gia cảnh ấy. Đúng rồi hay à tùy tâm mà anh tùy tâm mà hay thế đó cô nói gì mà cái tay cái lằng lằng gì mà xuất ngoại gì xuất ngoại cái lằng nào là bên mình đi ra nước ngoài là đấy họ là cái lằng là cái lằng nào trên tay đây 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 đường này đường này cái này đường này là tuổi nếu nhớ là tuổi chết hụt đấy à tuổi chết đúng rồi nãy anh thấy là bà chỉ hôm nay đúng rồi tay này là tay này là tay chút mười này nhưng mà nó là mắt gì là coi 20.000 à tùy tâm anh ấy vào máy quay rồi đúng rồi quay tìm vòng chơi vậy á còn quay